Mới nhất là ca sĩ Nhật Kim Anh đã kết hợp cùng nghệ sĩ Đại Nghĩa, phát hơn 4.000 khẩu trang, 3.000 lọ nước rửa tay. Chữa thời điểm corona đang có dấu hiệu bùng phát ở nhiều quốc gia trên thế giới, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý. Tại Việt Nam, người dân vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống bệnh dịch này. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng cao nên ở nhiều nơi, tình trạng khẩu trang, nước rửa tay trở nên khan hiếm. Nhiều nghệ sĩ đã cùng chung tay kêu gọi gây quỹ, mua khẩu trang với số lượng lớn để phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người dân quanh các bệnh viện nơi tập trung đông đúc, dễ lây lan bệnh dịch. Trong đó mới nhất là ca sĩ Nhật Kim Anh đã kết hợp cùng nghệ sĩ Đại Nghĩa, phát hơn 4.000 khẩu trang, 3.000 lọ nước rửa tay, TTHKT, tình tin đồn của Đại Nghĩa Võ Tấn Phát cũng tham gia. Hành động của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả, người hâm mộ hết lời tán dương. Nhật Kim Anh cùng các nghệ sĩ đi phát khẩu trang và nước rửa tay. Nhật Kim Anh chia sẻ, hôm qua 29 tháng 2 năm 2020, Nhật Kim Anh, Bùi Đại Nghĩa hỗ trợ và đi phát 2.000 chai xịt diệt khuẩn và 2.000 khẩu trang y tế, có thể giặt xài lại nhiều lần. Hôm nay mùng 1 tháng 3 năm 2020, chủ nhật nhân viên nghỉ nên còn có Nhật Kim Anh Đại Nghĩa, diễn viên Võ Tấn Phát đi phát 1.000 chai xịt diệt khuẩn và 2.000 khẩu trang trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Cảm ơn anh Nghĩa cùng tất cả mọi người đã cho em cùng chung tay hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Video liên quan hoạt động này được nhiều người hâm mộ tán dương. Theo VXX Thế Giới Trẻ Let's Explore Us, Oi.